Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục an toàn thực phẩm của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, luôn đặt vấn đề về đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm lên hàng đầu. Nhiều năm qua, tiệm bánh Su Hào tại phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ đã thực hiện nghiêm quy trình sản xuất sạch các loại bánh trung thu để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Qua đó, chất lượng bánh luôn được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Có mặt trên thị trường gần 10 năm qua, tiệm bánh Su Hào tại tổ 8, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ đã khẳng định được thương hiệu uy tín trên thị trường và được đông đảo khách hàng tin dùng. Để sản xuất ra những chiếc bánh đảm bảo chất lượng, cơ sở đã đầu tư một số trang thiết bị hiện đại, đặc biệt chú trọng đến khâu lựa chọn nguyên liệu, thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Trong quá trình chế biến luôn thực hiện quy trình khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Giờ chúng tôi đã nhập những nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tất cả đều là những nguyên liệu đảm bảo và được cấp phép của Bộ Y tế. Ngoài ra thì trong quá trình sản xuất thì đều được sản xuất trong môi trường khép kín với đầy đủ cái nguyên tắc về đảm bảo vệ sinh, chẳng hạn như là đeo khẩu trang và găng tay. Ngoài ra thì đang trong thời gian dịch Covid cũng như là dịch cúm A diễn biến phức tạp, chúng tôi cũng liên tục thường xuyên kiểm tra nhiệt độ cơ thể của các nhân viên trong suốt quá trình trước, trong và sau khi làm. Ngoài hình thức bán trực tiếp tại cửa hàng thì chúng tôi còn áp dụng cả hình thức bán online nữa. Theo chủ tiệm bánh, để làm được bánh trung thu thơm ngon dẻo thì mọi công đoạn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình làm bánh. Ngay từ khâu nhập nguyên liệu đều được lựa chọn kỹ lưỡng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hạt sen mua trực tiếp từ các cửa hàng có thương hiệu tại Hà Nội cũng như bột để làm bánh đều đảm bảo độ dẻo và ngon. Khi mới ra thị trường, việc tiêu thụ khó khăn do khách hàng chưa quen là chuyện không thể tránh khỏi. Và đó cũng là động lực thôi thúc để tiệm bánh này tiếp tục làm ra các sản phẩm chất lượng để khẳng định thương hiệu của mình. Hiện nay, cơ sở đang bán ra thị trường hai loại bánh nướng và bánh dẻo ở mức giá 55-60.000 đồng trên một chiếc. Dù giá thành cao nhưng Tết Trung Thu nào, cơ sở cũng đắt hàng với số lượng tiêu thụ bình quân từ 3.000-4.000 chiếc. Tôi làm được tiệm bánh Su Hào được 5 năm, thì trong quá trình làm bánh và sản xuất thì chúng tôi luôn được trang bị khẩu trang, găng tay và tập dề và đảm bảo quy trình làm bánh một cách chặt chẽ. Sau khi thực hiện các quy trình sản xuất, thành phẩm đối với bánh dẻo là có phủ bột nhẹ trên mặt bánh, khi ấn vào cảm thấy vỏ mềm nhưng không dính, nhão. Còn đối với bánh nướng có độ bóng vừa phải, khi ấn vào thấy độ mềm, đàn hồi nhẹ, có mùi thơm đặc trưng. Trứng không có mùi tanh, không bể nát khi cắt. Vì vậy, tiệm bánh luôn được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn. Ăn bánh trung thu ở đây thì nó hương vị rất ngon. Và tôi là khách hàng quen thuộc ở đây lâu năm rồi. Mẫu mã nó thì đa dạng, phong phú. Giá cả nó hợp lý. So với mọi năm thì giá cả năm nay nó sẽ tăng hơn so với mọi năm khác, nhưng mà tôi thấy nó thơm ngon và hợp lý thì tôi chọn sản phẩm của bánh trung thu Hanlet này. Với mục tiêu hướng đến sản phẩm sạch, an toàn, chất lượng, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, tiệm bánh Su Hào đã và đang khắc phục được nỗi lo về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất bánh trung thu. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân mình thì mỗi người dân hãy là một người tiêu dùng thông thái để lựa chọn được những hộp bánh ngon, chất lượng trong dịp Tết Trung Thu năm nay. Quý vị và các bạn, đối với các sản phẩm OCOP, để đảm bảo tiêu chuẩn và liên mục mở rộng thị trường thì việc kiểm soát chặt chẽ để đáp ứng các yêu cầu an toàn thực phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng là vấn đề luôn được các cơ sở sản xuất quan tâm. Trong chuyên mục vệ sinh an toàn thực phẩm hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nông sản đạt tiêu chuẩn OCOP của tỉnh. Cuối năm 2021, cơ sở sản xuất thịt trâu khô Phong Xương tại đội 7 xã Hua Thanh, huyện Điện Biên được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP. Để đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của khách hàng trong và ngoài tỉnh, bên cạnh việc lựa chọn nguồn thịt tươi sạch, cơ sở đã chủ động đầu tư bao bì sản phẩm, máy hút chân không và hệ thống 10 tủ đông lạnh để lưu trữ sản phẩm. Với các giải pháp trên, cơ sở sản xuất thịt trâu khô Phong Xương đã và đang đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Tôi thì làm sấy 2 đêm 3 ngày thì mới ra lò được, sấy từ từ. Thì cũng làm 1 tạ 2 tạ
Ngày nào nhiều thì làm 3 tạ. Có thương hiệu Ô Cốp thì trước khi đi làm quà thì tôi có nhãn hiệu Ô Cốp thì có túi quà cho khách hàng. Trước khi làm thì đeo găng tay này, chuẩn bị trộn đảo thịt với lại ấy thì cũng cho sạch sẽ. Thịt thì chọn thịt sạch, thịt ngon thì mới làm được. Xong rồi làm xong thì 2 ngày 3 đêm thì tôi chưa suốt được thì tôi vào trong tủ lạnh, tủ lá để bảo quản an toàn thực phẩm. Dù hoạt động chưa lâu nhưng hợp tác xã Ong Mật Điện Biên, xã Sam Mấn, huyện Điện Biên đã dần có chỗ đứng trên thị trường, được người tiêu dùng ưa chuộng bởi sản phẩm chất lượng. Đặc biệt, hợp tác xã có 2 sản phẩm đạt 4 sao về đánh giá xếp hạng sản phẩm Ô Cốp là mật ong hoa ban và mật ong bánh tổ. Hiện nay, hợp tác xã có 13 xã viên với 5 hộ gia đình chủ lực nuôi ong với đa dạng các sản phẩm như mật ong hoa rừng, mật ong hoa nhãn, hoa cỏ Lào với sản lượng gần 100 tấn mật trên một năm. Các sản phẩm của hợp tác xã đều được công nhận là sản phẩm sản xuất theo quy trình nuôi ong sạch. Sản phẩm như sản phẩm mật ong bánh tổ, mật ong hoa ban thì sau khi tham gia một số chương trình xúc tiến thương mại và bán ra các thị trường tại các thị trường như Hà Nội, thị trường các tỉnh như Hòa Bình, Nam Định, các tỉnh lẻ khác thì cũng được khách hàng đón nhận rất là tốt và cho phản hồi rất là tốt. Mỗi khách hàng thì cái tỷ lệ quay lại của khách hàng là 70%. Trước đây là chưa có hợp tác xã thì chúng tôi bán mật trôi nổi trên thị trường thì giá cả nó cũng không được nhiều mà nó bấp bênh, cũng có lúc chả bán được. Còn từ khi thành lập hợp tác xã thì đến nay thì hợp tác xã cũng đã có lập thương hiệu và chứng nhận Ô Cốp các thứ thì chắc là cũng sẽ mở ra tương lai gần đây là sẽ bán tốt hơn. Hiện tại thì cũng đã tiêu thụ cho được một phần nào cho các xã viên. Khi đã có thương hiệu và có những cái chứng nhận của nhà nước như vậy thì mong muốn khả năng sau này sẽ có mở ra tương lai bán được tốt hơn nhiều. Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho các sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn Ô Cốp thì việc bổ sung các máy móc tự động, bán tự động vào quy trình sản xuất là giải pháp được nhiều cơ sở sản xuất lựa chọn. Tại cơ sở sản xuất rượu Nàng Ban, quy trình đóng rượu vào chai lọ đã được bán tự động bằng máy móc, giúp tiết kiệm thời gian, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm với mong muốn mang tới cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm. Hệ thống nhãn mác, bao bì và tem truy xuất nguồn gốc cũng được cơ sở rượu Nàng Ban quan tâm thực hiện. Khi sử dụng sản phẩm rượu của chúng tôi thì có đầy đủ các giấy tờ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi còn sử dụng các trang thiết bị máy móc hiện đại vào trong quá trình sản xuất để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có đầy đủ các giấy phép cho phép để chúng tôi có đủ sức để cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Trong thời gian tới thì chúng tôi có dự định là sẽ ra thêm nhiều bao bì đẹp hơn và có tem truy xuất, làm khi khách hàng truy xuất có thể ra được cái cơ sở sản xuất của sản phẩm và tất cả các sản phẩm của cơ sở, nên là khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như là dịch vụ phục vụ của cơ sở rượu Nàng Ban. Quan tâm đảm bảo an toàn thực phẩm là yếu tố then chốt giúp các sản phẩm Ô Cốp từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh và đến gần hơn với người tiêu dùng. Đây cũng là dịp để các đặc sản, nông sản tiêu biểu của tỉnh Điện Biên khẳng định trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Chuyên mục an toàn thực phẩm của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.